Xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một clip có nội dung về làm như thế nào để con chim bồ câu, để trứng chim bồ câu nở phải nói là đạt hiệu quả cao nhất là 99% đấy. Tại vì không có cái gì là tuyệt đối anh em ạ. Thì mình sẽ làm một cái nội dung làm sao để cho anh em, nếu anh em mà nuôi bồ câu á thì cái trứng của nó từ khi mà con mẹ nó đẻ ra rồi anh em cho bé trứng và cho bố mẹ nó á thì nó nở. Đây là một cái nội dung phải nói là cực kỳ quan trọng trong cái việc mà nuôi bồ câu. Tại vì con chim bồ câu thì mỗi lần đẻ sẽ đẻ hai trứng thôi anh em ạ. Thì nếu mà anh em nuôi mà thứ nhất là chim bồ câu mà không nở hoặc là chim bồ câu nó đẻ không tốt á thì có đúng là nó bị thất thoát luôn. Nó sẽ bị thất thoát anh em ạ. Thì chính vì vậy thì cái việc mà con chim bồ câu mà để nó nở cái nó nở mà đạt 99% thì nó mang lại hiệu quả kinh tế rất cao cho anh em. Thế anh em thử nghĩ đi, bây giờ mà một đợt đẻ mà anh em cho nó ấp hoặc là cái máy ấp trứng của anh em cái trục trặc nó bị ung đi thì đúng là anh em mất một đợt, mất một loạt đi, như là phí trung bình ví dụ là anh em nuôi 1.000 cặp đi, anh em nuôi 1.000 cặp thôi mình tính trung bình 100 cặp đi thì một tháng 100 cặp đẻ thì đúng là như một lứa thì anh em có tầm khoảng 200 trứng đi, 200 trứng. Nhưng mà đây mình lừa bỏ bớt tính khoảng 190 trứng đi, còn lại anh em bỏ. Thì nếu anh em cho nó ấp trứng không tốt hoặc là máy ấp trứng không chặt thì có phải anh em mất khoảng 190 con chim một con là vàng không? Thất thoát một lượng rất khủng. Đó là mình tính đó là mỗi 100 cặp nha, chặt hàng ngàn cặp thì anh em có thể hiểu như thế nào. Ngay bây giờ thì mình sẽ cho anh em một cái nhìn đầy đủ nhất luôn. Đây là chim bồ câu ra ràng anh em ạ. Này là lớn rồi, chục ngày. Đây, lấy ví dụ luôn, con này nó vừa có trứng đây đi. Thì mình sẽ lấy quả trứng này anh em nhé. Mình sẽ lấy quả trứng này. Mình bỏ vào máy ép trứng anh em nhé. Mình sẽ bỏ vào máy ép trứng luôn. Trại của mình nói chung là theo một cái chuẩn áp dụng công nghệ của bên Thái anh em ạ. Đây là máy ép trứng anh em. Mình bỏ quả trứng của mình vừa mới lượm vào đây luôn. Bỏ quả trứng vào đây nha. Ồ, ở dưới này có một con chim con mới nở này. Mình sẽ lượm nó lên lại đây một chút đi. Bỏ. Thì cái máy ép trứng này thì đây mình giới thiệu luôn cho anh em. Này ở dưới cũng có vài con nở đây anh em này. Con nở đó. Mình đẩy lại để cho nó đảm bảo đó. Thì mình ở ngoài mình nói cho anh em tiện hơn. Thì nhất là máy ép trứng anh em. Máy ép trứng đây của mình dùng vài máy. Nhưng mà mình thích xài cái loại nó nhỏ gọn. Máy nó là máy 300 trứng anh em nhé. Thì đây anh em này. Nhiệt độ này, nhiệt độ của nó anh em nhé. Đây là độ ẩm này. Còn đây là xoay anh em nhé. Có một cái anh em phải lưu ý một điều á, đặc biệt luôn, anh em đặc biệt lưu ý luôn. Đó là anh em phải để làm sao cho nó xoay tầm khoảng 1 tiếng nó xoay một lần anh em ạ. Tầm khoảng 1 tiếng nó sẽ xoay một lần. Thì anh em phải nếu khi anh em mua về thì anh em hỏi người bán máy là đã cài cái chế độ xoay chưa anh em ạ. Đã cài cho mình cái chế độ xoay chưa? Nếu mà chưa cài cái chế độ xoay á thì anh em phải cài lại. Thì anh em phải cài lại cho nó xoay anh em nhé. Nếu mà nó không xoay thì trứng mình nó bị hư đấy. Còn đây có một cái máy ép trứng nó còn quá hay này, tia UV này, tia UV này để khử khuẩn anh em nhé. Cực kỳ quan trọng, trứng như khi chim bồ câu đẻ nó có cứt rồi nước đãi rồi có thứ của những một số những cái con ví dụ gì á thì nó sẽ mang theo lượng vi khuẩn mà mình sẽ tia UV này sẽ có nhiệm vụ là khử khuẩn đây đèn led nha. Mình bật cho anh em xem luôn. Cái đèn này anh em này. Nó soi mình có thể thấy trứng được luôn. Đây là mình ở trong mình ấp luôn trứng gà anh em nhé. Còn đây là nhiệt độ ẩm đây. Còn đây là đảo nha, nó đảo nha. Mình bấm cho đó.
đó, nó sẽ đảo anh em nhé, nó đang đảo đó, anh em quan sát kỹ rồi nó đang đảo đó, máy ép trứng nó phải đảo anh em nhé, nếu không đảo là nó sẽ bị ung, bị thối, bị hư đó. 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 Mình hướng dẫn cơ bản để cho anh em biết. Cái giá máy ép trứng thì nó cũng bình thường thôi anh em ạ. À. Nhưng mà đối với anh em nuôi bồ câu thì anh em phải đầu tư. Anh em để ý cái nhiệt độ của nó nha, cái nhiệt độ của nó phải chính xác, độ ẩm của nó. Tùy những cái khu vực khác nhau mà nhiệt độ độ ẩm khác nhau là mình phải có cái căn chỉnh nó hợp lý nha em ạ. Với có một cái nữa thì anh em phải lưu ý đối trong cái máy ép trứng này. Mình mở ra bình thường anh em nhé. Anh em lưu ý này. Trong này anh em phải vệ sinh nó nha. Anh em không vệ sinh là những cái cọng cục này nó bị hư đó. Cái nhiệt độ đồ đưa lấy nước và cái thứ là nó sẽ bị hư anh em nha. Đây là mình ấp luôn cả trứng gà này, trứng ngỗng này. Có một số con chim bồ câu đã nở rồi thì mình sẽ lát nữa mình sẽ đem ghép luôn. Đó là những lưu ý cơ bản để chim bồ câu mà khi anh em lượm trứng á, thì để nó nở mà đạt tỷ lệ cao nhất á, thì anh em phải lưu ý một điều là tầm khoảng buổi tối nha, 5 đến 6 giờ anh em mới lượm trứng. Anh em đừng đi sớm hơn, cũng đừng đi muộn hơn nha. Tại vì khi mà đi sớm hơn nó chưa đẻ đâu anh em ạ. Nếu mà đi muộn hơn đấy thì nó trứng của nó nhiều khi nó bố mẹ đã bị đạp nó bể rồi. Thì anh em lưu ý kỹ một điều như vậy. Đây là những con chim bồ câu ra ràng đấy, bố mẹ đang chăm lại anh em thấy không? Giống siêu thịt mà, nhìn nó rất là bự. Còn bố mẹ trên đang nuôi con này. Anh em mà đến trại của mình thì chắc anh em bất ngờ, rất là bất ngờ về cái độ hiệu quả ở trại mình. Đây đang chăm con hết rồi như vậy. Lát nữa những cặp nào mà nuôi hai con này thì mình sẽ ghép vào để làm sao đạt hiệu quả cao nhất cho con chim bồ câu. Anh em nhìn tới trại của mình thì anh em có cảm thấy hứng thú không? Rất là tuyệt vời. Đây, cặp chim bồ câu ra ràng anh em. To chưa? Một số hàng xóm hoặc là những cái người dân xung quanh ở huyện Buôn Đôn mình nhé, thì đến trại của mình mua chim bồ câu ra ràng rất nhiều. Họ cũng mua giống luôn, thì họ mua khoảng 20-30 cặp họ về họ nhân giống này, họ phục vụ ăn uống ở nhà đó. Bồ câu này thì có nhiều món rất là bổ, xôi bồ câu này, bồ câu hầm này, bồ câu quay này, rất là ngon, rất là tuyệt vời nha mọi người. Những người nào mà đẻ vừa sinh con xong á mà ăn chim bồ câu này thôi rồi khỏi phải bàn. Lấy lại sức khỏe rất là nhanh nha anh em ạ. Ban ngày là bồ câu nó không có đẻ anh em nhé. Anh em chỉ đi lượm trứng vào khoảng tầm xế chiều và tối thôi. Đây. Và có một cái đặc biệt lưu ý đó là những cái con nào mà nó ấp á, chịu ấp thì mình cho ấp luôn. Để khi mà trứng á nó nở thì con chim bồ câu nó tích tụ cái lượng sữa nhiều á, chăm con nó cực tốt. Đây, chim bồ câu đẻ. Con này thì mình chịu ấp, mình cho nó ấp luôn. Hầu như là ổ nào cũng đang có chim bồ câu ra ràng đó anh em ạ. Để rất thú vị. Bán chim bồ câu đang nuôi con thôi. Có thể nói là kỹ thuật nuôi chim bồ câu thì nhiều người nuôi theo một cái cách khác nhau. Nhưng mà mình hy vọng là những cái kiến thức của mình nuôi chim bồ câu, quá trình của mình tích lũy được thì mình sẽ trao đổi cho anh em để anh em bớt đi được những cái chật vật ban đầu á. Thì mình rất là hy vọng là nhà những cái thông tin của mình sẽ được truyền tải đến cho anh em. Và cái việc mà để chim bồ câu nó nở đạt hiệu quả cao nhất á, thì nãy giờ mình cũng nói á, thì bây giờ mình sẽ tóm gọn cho anh em luôn. Thứ nhất là mình bây giờ mình đi lượm trứng này khoảng 5-6 giờ chiều này, rồi anh em đi cầm cái rổ đi lượm trứng nhẹ nhàng lên nha. Rồi khi mà anh em để vào cái máy ấp trứng á, thì anh em phải sắp xếp nó này, rồi anh em khử khuẩn nó đi nhá, cái tia UV mình bấm đó. Rồi anh em để ý kỹ cái chế độ đó là tự xoay, xoay tự động khoảng tiếng nó xoay một lần nó đảo trứng á. Nếu mà không đảo nó sẽ bị ung anh em ạ. Rồi nhiệt độ với độ ẩm là anh em phải căn cho nó chính xác. Vì mỗi vùng miền thì nó có cái nhiệt độ độ ẩm khác nhau, để anh em phải căn chính xác.
rồi hệ thống vệ sinh máy ấp trứng làm sao cho nó đừng để nó trục trặc anh em ạ. Để trứng ung thì nhiều khi nó phí anh em, phí lắm. Rồi anh em thấy có thể thấy ở trên là con mẹ đang ấp cho ấp luôn, ở dưới một con vàng quá đã. Và video của mình hôm nay thì cũng đến đây thôi anh em nhé. Có anh em nào mà muốn hỏi thêm các thông tin nữa thì cứ alo cho mình. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả anh em.